Này cái nhà ơi, cái đám lúa này trúng quá là trúng rồi. Trời ơi, chỗ chỗ điều nó răng rắc luôn, quá đẹp. Đám lúa này quá cho bạc ngàn. Ôi, cái bông lúa là ký ức tuổi thơ này cả nhà. Đó, bông lúa triểu hạt quá đẹp nha. Ơi, cho Đạt xin gửi lời chào đến tất cả các bà cô bác đằng xa nha. Chúc tất cả các bà cô bác đằng xa luôn luôn mạnh khỏe và xem clip vui vẻ. Thì chuyến là vừa rồi Đạt mắc 17-18 cái, khoảng đó đó, 17-18 cái lời nha. Thì tổng cộng là Đạt có 40 cái mà mắc 17-18 cái thì nó gần bằng phân nửa rồi. Thì chuyến này Đạt sẽ đi thăm mà không biết sao nữa, không biết có mắc nữa hay không rồi cả nhà. Nói chung là đi thăm thì có cá thì đặt quay cho nhà xem. Với lại bây giờ mắc lời thì quá là bình thường rồi, bình thường lắm rồi. Thì ai muốn lấy thì nhớ giữ gìn cái lời cho cẩn thận để đặt kiếm cá ăn sống qua ngày nha cả nhà. Thì bây giờ Đạt sẽ đi thăm cái đầu tiên cho nhà xem nha. Đây là cái đầu tiên cả nhà ơi. Cái đầu tiên dính nhắn chết luôn. Thiệt tình chứ sao lại dính nhắn hoài vậy đó. Dính nhắn nha. Cái này hợp với cái lóc bự lắm nè. Đây rất là ốc, không có con cá nào luôn cả nhà. Khu vực này mắc 10 cái đúng luôn cả nhà, 10 cái mà còn cái con cá lóc này. Ở đây cá lóc dữ lắm mà ở đây lóc nhiều lắm nhưng mà người ta lấy cũng dữ lắm. Ủa cái này mà, này mà trời mưa nó trúng dữ lắm á thầy. Trời mưa là vô kỳ, trời mưa nó trúng dữ lắm á nha. Tụi em cá đây nè, cá này cá con trung, cá trung. Da nữa ba, uống luôn nha, uống đặt chỗ khác chứ để chỗ này có cá nhiều lắm á, nhưng mà người ta lấy nhiều lắm cho nên là không có đặt được chỗ này nữa, phải đi chỗ khác đặt. Lấy chỗ khác còn mắc nhiều hơn chỗ này nữa. Ở đây im lắm mà sao trời ơi. Đừng con nha nhà. Chỗ này có nè, để đặt chỗ này nè. Đặt ba cái chỗ này còn sao. Còn có bị mắc nữa không? Trời không mưa vắng gì ta, vắng gì cá nhỏ xíu à, bự bự cũng đã thiệt tình. Cái lở nằm vậy là sao? Đừng con cá nhỏ, cá nào không mưa nó không chạy nhà ơi. Mưa rồi. Đừng con mini,
cái lóc này xuống, trời mưa là nó không chạy kỹ ra. Rồi cái lò gì nhảy lên bờ trời. Ủa này có người nó lấy chắc cú à. Ui là trời, lý nha, cái này được, nãy giờ mới thấy được con cái này à. Bự, con này hơi bự cả nhà, con này tập hơn nửa ký, này chắc đặt làm khô hết luôn, làm khô để tết làm gỏi xoài khô lóc. Còn lóc mini nha, nhỏ xíu ta. Cái lờ này cái tâm quyết nhất nè, tâm quyết nhất cuối cùng cũng không dính nữa. Có đủ ăn, bữa nay đi đủ ăn cái này, không bán khô. Trời ơi, con cá mini đi giặt cái lồng lên này. Đừng con cá lóc bự. Cá lóc này hơi bị bự luôn nha. Vô nó ăn tôm ấu vậy luôn nè. Giờ đặt sẽ đổ cá lóc ra. Đây mày. Rung rinh cái lò rồi. Này dữ lắm rồi. Không biết cái gì đâu. Này cá phi không đó. Một lò cá phi luôn. Ok. Lắm thôi. Cá phi gì đi ghê, cá phi gì. Rồi xong rồi. Cái lò này nằm vô là quả hay là hiện đây. Trời ơi, trời, con cá mini vô vậy. Cá mini vô vậy gãy cây luôn. Không tin nổi. Con cá bao lớn vậy mà nó vậy gãy cây trời. Thua luôn, không tin nổi cả nhà.
cá lóc mini. Bữa nay đặc biệt hơn là không dính, không có mấy cái bẫy nào. Đúng là hay thiệt. Hy vọng là sẽ không mất nữa nha cả nhà. Mất cái bẫy là khổ lắm. Còn cái cuối cùng giờ nó nằm ở đâu không biết luôn. Đây nè. Hiu quá vậy. Toàn là cái sặc không. Mấy cái này là khả nha. Đây chính là mớ cá phi. Cá phi này mập mập ngon. Là mớ cá rô. Này đủ ăn, không có bán được cả nhà. Con mớ cá. Mớ cá lóc. Lắp con này bự nhất. Con này bự. Được nhiêu đây là cũng đủ rồi. Nhiêu đây là khoảng 3 kg cá nha. Con này là bự nhất. Đùng đùng hai con này cỡ nha. Hai con này cỡ nha. Đấy, cá. Qua ra ngoài luôn. Đấy, cá. Rồi, bây giờ đặt kết thúc clip đây luôn nha. Chúc tất cả quý bạn của bác chúng ta luôn luôn mạnh khỏe và xem vui vẻ. Bữa nay là không mất cái nào, mừng nhưng mà cá nó không chạy cũng buồn. Dạ, nói chung là làm ăn nghề bà cậu này cũng nhiều cái khó nói. Bây giờ hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.